Đường đứt gãy Nankai ngoài khơi Nhật Bản kéo dài khoảng 900 km dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Do đó, Nhật Bản đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ kép động đất độ lớn từ 8 trở lên, kèm theo sóng thần. Rãnh Nankai là một cái ranh giới nằm giữa hai cái mảng va vào nhau, cho nên là động đất ở cái rãnh Nankai này thường xảy ra theo cặp. Và những trận động đất cực mạnh như vậy là bao giờ cũng kèm theo sóng thần hủy diệt. Chính vì vậy cho nên là chính quyền Nhật Bản đã ra cảnh báo, bởi vì có 3 thành phố rất là lớn và đông dân nhất Nhật Bản tập trung ở vùng này là Tokyo, Yokohama và Osaka. Đấy, chúng ta có thể hình dung được cái sự thiệt hại nó sẽ đem đến, khoảng 20.000 người bị cuốn ra biển, bị chết do sóng thần, do động đất, nhà cửa sập v.v. Thì đấy là những cái hình dung vô cùng khủng khiếp nếu mà cái thảm họa đó nó xảy ra ở Nankai. Cảnh báo được đưa ra đúng vào thời điểm người dân chuẩn bị lên đường để tận hưởng kỳ nghỉ lễ Obon. Tuy nhiên, nhiều người dân bao gồm cả những công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản ngay lập tức đã sẵn sàng, từ chuẩn bị ba lô khẩn cấp cho tới định vị nơi trú ẩn công cộng đã được nhà chức trách địa phương bố trí sẵn. Thì ba lô là em sẽ chuẩn bị một chút nước, đây, là một chút giấy vệ sinh, một chút bánh kẹo và đồ ăn, băng gạc và thuốc men một chút, với cả giấy tờ em để trong này, một chút tiền mặt. Đây chính là một địa điểm lánh nạn. Khi mà có thiên tai như động đất xảy ra thì COVID này có đầy đủ những vật dụng thiết yếu để người lánh nạn có thể duy trì được trong vài ngày. Chúng ta phải thấy rằng là Nhật Bản đã xây dựng được một hệ thống cảnh báo tức thời quốc gia với 180 trạm theo dõi động đất và 80 thiết bị cảm biến đại dương để theo dõi động đất và sóng thần 24/24. Trận động đất tồi tệ nhất mà Nhật Bản hứng chịu là trận động đất Tohoku có độ lớn 9,1 xảy ra vào năm 2011, gây ra thảm họa kép sóng thần và hạt nhân lớn. Những mất mát nặng nề sau mỗi thảm họa chắc chắn là lý do khiến người dân Nhật Bản luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ trước sức phá hủy khủng khiếp của thiên nhiên. Các nhà khoa học đã khẳng định từ khi bước sang thế kỷ 21, toàn bộ thế giới không ở đâu là có thể dự báo được chính xác thời điểm xảy ra của một trận động đất, đặc biệt là trận động đất mạnh. Cái cảnh báo của chính phủ Nhật Bản về cái mức độ nghiêm trọng này nó dựa trên những cái số liệu của khoa học đã được chứng thực rồi và nó vẫn có sai số. Có thể thấy, kinh nghiệm quan trọng nhất từ Nhật Bản qua các lần ứng phó thảm họa là việc nâng cao nhận thức của công chúng và luôn sẵn sàng các biện pháp ứng phó, phòng ngừa, dự trữ khẩn cấp để có thể giúp giảm bớt phần nào thiệt hại khi thảm họa xảy ra. Và vì thế, những cuộc luyện tập chống động đất như thế này luôn được người dân xứ sở mặt trời mọc tiến hành thường xuyên và nghiêm túc từ trẻ nhỏ đến người già. Vâng, trước cảnh báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về nguy cơ một trận siêu động đất xảy ra trong tuần này, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã có thông báo đến cộng đồng người Việt và người lao động đang làm việc sinh sống tại Nhật Bản với các số điện thoại liên lạc khẩn cấp đang được hiển thị trên màn hình ngay lúc này. Quý vị có thể chú ý lưu lại để tiện liên lạc khi cần thiết.